hãy để công lý được thực hiện, cho dù bầu trời có sụp đổ. Thấy cậu diễn đàn không? Dạ, chán ồn. Lần đầu tiên á thì còn thấy ngầu ngầu, nhưng mà tới lần 100 rồi thì chán. Chán lắm. Đúng là con nít con đôi, không có biết gì hết à. Thì trong nhà mình á, cậu không có lớn hơn ai đâu, chỉ lớn hơn mỗi cái mình con thôi. Ghét quá, đi về. Thôi, cậu mới ra công viên được có mấy phút thôi mà. Cậu nó bụng quá. Bớt diễn lại giùm cậu đi. Lúc nãy á, mới ăn một miếng gà, xong rồi ăn 5 cục sô-cô-la to chà bá à. Cái miệng còn dính sô-cô-la kìa. Đâu? Ơi, cậu lừa con. Thôi đi về, bài vở còn quá trời á, không lo học. Suốt ngày cứ đi chơi thôi à. Đi, về. Ôi, cậu, hai cậu gấp máy bay cho con đi. Máy bay gì? Thì ở công viên gió mát quá trời, ông gấp máy bay thì chán lắm. Đi, cậu gấp máy bay cho con đi. Gấp xong là về nha. Ta-da. Cậu, cậu phóng đi, để con phóng. Từ từ, từ từ. Cậu á, phải ký tên, làm chút thơ cho người ta biết á, là máy bay này của cậu. Mà chỉ đọc thơ thôi sao mà biết được? Biết chứ. Xong chưa, nhanh lên con. Chờ chút phải nào. Sao lâu quá vậy cậu? Xong rồi nè. Nhìn nè. Hãy để công lý được thực hiện, dù bầu trời có sụp đổ. Tuổi thanh xuân cũng như mây trời, yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ. Không lẽ nhân duyên của mình sắp tới? Hãy để công lý làm trời sụp đổ. Có một câu mà cậu nói hoài vậy. Hình như đây là lần 101 rồi. Có một câu á mà còn bắt chước. Con giỏi á thì nói câu khác đi, mà đã bắt chước á còn sai nữa. Con về con mát ba mẹ con với nội cho coi. Về thì về, đi về đi học bài nhanh lên. Về là nhanh. Cậu coi chừng nội với coi chừng mẹ con đó. Nhanh lên, nói nhiều quá. Ôi.